định của cái việc tu thiền của mình rồi thì cái mức định đó mình tu mình mang qua được những kiếp sau của mình mà, nếu mà mình tu đúng rồi mình không có bị kiêu mạn để mà mình lui lại mình tu mà mình kín đáo, mình không có khoe thì mình mang được theo qua kiếp sau mà. Đó mình được rất là nhiều thứ, mình đâu có cần gì mà mình phải lo. Bây giờ dù có gọi là có nhiều nhà tiên tri nói là tận thế là sẽ đại hại thủy gì đó nhấn chìm tất cả thì bây giờ nhấn chìm thì nhấn chìm chứ tôi ngồi đây tôi vẫn tu thiền thôi bây giờ nước tới thì tôi cứ ngồi đây tôi ngồi kiết già xong rồi nước tới thì tôi đi luôn chứ tôi cũng không gì phải mình không gì mình phải quản sợ hết tại vì mình đã chuẩn bị trước rồi đúng không mình đã chuẩn bị trước cho nên là mi nói cái quan trọng là chúng ta phải có cái đạo tâm thật là vững đó chúng ta phải có cái đạo tâm thật vững thì dù cho bất kỳ chuyện